MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Chiến thần bất tử tập 35. Người đến, cầm sắt âm thanh vang lên. Đoàn trọng ngu nhập tòa phía sau, cả đám chờ mới là chậm rãi ngồi xuống, lộ ra 10 phần cung kính. Tại lâm quan kỳ kéo đẩy phía dưới, Diệp Trần cũng là bước vào đỉnh giữa hồ, thấy cảnh này, Phương Hàn trong đôi mắt đều là băng hàn chi sắc, trong lòng nén giận nhưng cũng không dám nói rõ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, đi qua vừa rồi một phen ngôn ngữ, đoàn trọng ngu rõ ràng không muốn tại việc này xoắn suýt, nếu như Phương Hàn lại khắc sinh sự đoan, chỉ có thể rước lấy đoàn trọng ngu không vui, từ đó ảnh hưởng đến hắn tranh đoạt hoàng vị một chuyện, đây là cực kỳ không sáng suốt cử động. Diệp Trần, ngươi vì sao luôn là nhìn chăm chú mộ dung tuyết, chẳng lẽ là trong lòng còn có ái mộ chi ý? Lâm Quan Kỳ chú ý tới Diệp Trần ánh mắt, trêu gẹo một tiếng. Diệp Trần nhất thời im lặng, đảo cặp mắt trắng giã nói, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, mộ dung tuyết chính là thủy tinh cung thiếu cung chủ, tại sao lại làm bạn tại đoàn lão gia tử tả hiếu, hơn nữa từ quan hệ của hai người đối đái, tựa hồ cực kỳ thân mật. Nhìn về phía trung tâm, mộ dung tuyết ngồi ngay ngắn đoàn trọng ngu bên cạnh, hai người ngôn ngữ hiền hòa, hoàn toàn không có câu thúc cảm giác, nhìn qua giống như ông cháu như vậy phương nghị cười cười đạo đoàn lão gia tử cùng thủy tinh cung cung chủ quan hệ không ít mà mộ dung tuyết chính là thủy tinh cung thiếu cung chủ thuở nhỏ liền đi theo đoàn lão gia tử khổ tu thuật luyện đan quan hệ tự nhiên vô cùng tốt thì ra là thế diệp trần lập tức bừng tỉnh lúc này yến hội chính thức bắt đầu người hoàng tộc trước tiên ra khỏi hàng sau đó là vọng tộc đệ tử cuối cùng mới đến phiên tông môn đệ tử đám người nhao nhao tiến lên vì đoàn trọng ngu đưa lên chúc phúc ngữ điệu mà chút lễ tiết hoàn tất phía sau, Phương Hàn chính là gấp không thể chờ, cười nói, tất nhiên lễ tiết hoàn tất, dựa theo quy cũ, cũng nên đến phiên đại gia hướng đoạn sư trình lên chúc thọ chi lễ. Nhị hoàng tử, ngươi lần này như thế hăng hái, chẳng lẽ là chuẩn bị gì đồ tốt, muốn độc chiếm vị trí đầu. Mộ dung tuyết cười nhạt nói, ngữ khí nhưng là không mặn không nhạt. Độc chiếm vị trí đầu không thể nói, chỉ là đoạn thời gian có chút kỳ ngộ, lấy được một kiện trọng bảo thôi nghe được phương hàn mà nói để cho còn lại hoàng tử sắc mặt có chút khó coi nhất là phương nghị trên khuôn mặt bao phủ một cỗ vẻ bất đắc dĩ hơi thở dài một cái như thế nào không thấy phương ly lúc này đoạn trọng ngu đột nhiên mở miệng nói chuyện ánh mắt chậm rãi đảo qua cuối cùng rơi vào phương nghị trên thân phương nghị đáp lại nói bây giờ hoàng triều cương bên ngoài dung chuyển chắc hẳn đại ca đang trùng kích cảnh giới cao hơn cho nên mới sẽ vắng mặt đoạn sư thọ thần sinh nhật còn xin đoạn sư chớ nên trách tội cảnh giới cao hơn trong đám người vang lên một chàng thốt lên rất nhiều người đều biết phương ly tại mấy năm trước chính là bước vào chân đạo cửu trọng thiên cảnh giới nếu là hắn muốn sung kích cảnh giới cao hơn cái kia cũng vì chỉ có là trong truyền thuyết thánh đạo cảnh giới bực này thiên phú kinh người thật là đáng sợ đoàn trọng ngu gật gật đầu lập tức hai mắt khép kín không nói thêm lời một lời trung tâm Mộ dung tuyết đại mi nhẹ nhàng khẽ động, cười nói, tất nhiên nhị hoàng tử nhấc lên, vậy chúng ta chính là dựa theo quy củ cũ tới, tất cả nhà hiện lên tiễn đưa chúc thọ chi lễ, chờ tất cả hạ lễ thu hồi sau đó, nhường đoàn sư tự mình chọn lựa ra ba kiện, liệt vào tam giáp chi vị, thu được tam giáp vị trí ba người, có thể ở trước mặt hướng đoàn sư thỉnh giáo một vấn đề, chỉ bất quá, năm nay quy củ hơi có chút sửa đổi, khôi thủ người, ngoại trừ có thể đưa ra cái vấn đề bên ngoài, còn có thể nhận được đoạn sư tự mình luyện chế một cái đan dược ngũ phẩm. Cái gì? Đám người phía dưới cũng là ánh mắt đờ đẫn. Không có ai sẽ hoài nghi đoạn trọng ngu tại đan đạo một đường kinh khủng tạo nghệ, hắn luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, đủ để cho cả tòa hoàng thành lâm vào trong điên cuồng, liền chư vị hoàng tử cũng là toát ra vẻ khát vọng. Phương Hàn trong lòng hơi động, mặt lộ vẻ vui mừng, hắn trước đó liền được một chút tin tức, cho nên lần này chúc thọ làm rất đầy đủ chuẩn bị lần này khôi thủ chi vị, hắn là nắm chắc phần thắng. Lần này nguy rồi, nhị ca nhất định là kịp chuẩn bị. Chú ý tới phương hàn giữa hai lông mày cái kia che giấu không được cảm giác hưng phấn, phương nghị sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn tại hoàng thành giao thiệp mặc dù rộng, nhưng so với phương hàn, vẫn có tranh lệch không nhỏ, huống hồ lần này hạ lễ khôi thủ người, còn có thể nhận được một cái chân quý đan dược ngũ phẩm. Tâm niệm nơi này, hắn cũng là liên tục thở dài vài tiếng, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Diệp Trần ngược lại là không có để ý chuyện này, hắn vốn chính là vội vàng mà đến, cũng không có chuẩn bị cái gì hạ lễ, lúc này, ánh mắt của hắn hướng về đoạn trọng ngu phương hướng nhìn lại, cái kia đoạn trọng ngu vẫn là hai mắt khép kín, phảng phất đối với giữa sân cuồng nhiệt bầu không khí mắt điếc tai ngơ. Làm Diệp Trần ánh mắt quét tới trong nháy mắt, đoạn trọng ngu nhưng là đột nhiên mở mắt ra, cái kia ánh mắt thâm thúy bên trong, phảng phất là lướt qua một đảo tinh mang, như có như không, nhưng lại là tràn đầy huyền diệu chi ý. Diệp Trần ngượng ngùng nở nụ cười, khẽ gật đầu sau đó, liền đem ánh mắt rời. Cái này Diệp Trần, có chút ý tứ. Đoạn trọng ngu trong lòng sinh ra một chút hiếu kỳ, vừa rồi chính mình nhìn chăm chú trước mắt gã thiếu niên này thời điểm, cố ý thúc giục một tia linh hồn chi lực, nhưng mà, đối phương tựa hồ một điểm áp lực cũng không có, ánh mắt đụng một cái sau đó, thì ung dung trí cực rời đi, giống như không nghe thấy hắn rất lâu cũng không có gặp được quỷ dị như vậy sự tình, nhất là đối phương vẫn chỉ là một cái chân đạo tam trọng thiên thiếu niên, cái này ở hắn xem ra càng là có chút khó tin. Đối với đoạn trọng ngu nghi hoặc, Diệp Trần cũng không biết, lúc này, ánh mắt của hắn đặt ở đỉnh trong lầu. Đoạn sư, học sinh Phương Hàn, gần nhất không có ý định tiến vào một chỗ thượng cổ động phủ, ngẫu nhiên đạt được một tòa khắc ma đỉnh, đỉnh này, nghe nói đứng hàng thập đại đan đỉnh vị thứ bảy, nếu như dùng đỉnh này luyện đan, tại kết đan thời điểm, sẽ tự động tàn mát ra thất thải hào quang, sinh ra trăm trượng đan mây, đối với luyện đan có cực lớn trợ giúp, cần dùng cái này đỉnh, hiến tặng cho đoạn sư, nguyện đoạn sư có thể lại trèo đan đạo đỉnh phong. Hắc ma đỉnh, phương nghị trong lòng một quất, trong nháy mắt miệng tràn ngập khổ tâm tư vị. Thập đại đan đỉnh chi danh, hắn từng không chỉ một lần nghe được đoạn trọng ngu nhấc lên, có thể thấy được đoạn trọng ngu đối với thập đại đan đỉnh khát vọng, bây giờ, Phương Hàn thế mà tìm được Thập Đại Đan đỉnh một trong Hắc Ma đỉnh, dùng cái này xem như hạ lễ, có thể nói là tròn đoạn trọng ngu một cái tâm nguyện. Phương Hàn sắp tối ma đỉnh đưa lên, cũng là hăng hái, chỉ thấy hắn đứng ở giữa sân, quan sát đến phản ứng của mọi người, cực kỳ hưởng thụ loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác. Nhất là nhìn về phía Phương Nghị thời điểm, hắn cao ngạo dương đầu lên, trong mắt kinh bỉ ý vị, cho dù ai đều có thể cảm giác được rõ ràng, tha phương lạnh chính là muốn đem Phương Nghị làm hạ thấp đi, tiếp đó hung hăng dẫm ở dưới chân. Phương Nghị lần nữa thở dài, hắn biết lần này mình triệt để thua, nhưng dù sao cũng là chúc thọ, hắn không thể không nhắm mắt lại đi. Hắn chuẩn bị hạ lễ là một cái long phượng ngọc bội, long phượng tề minh, ẩn chứa âm dương chi ý, lại thêm này ngọc là khó gặp ngọc tốt, có ngưng thần tính tâm hiệu dụng, xem như chúc thọ chi lễ, cũng coi như là cực kỳ chân quý. Chỉ bất quá, Ngọc bội kia cùng phương hàn hắc ma đỉnh so ra, nhưng là kém cách xa vạn dặm, căn bản vốn không đáng nhắc tới. Sau đó, lục tục ngo ngoe có người đem hạ lễ đưa lên, đều là khó gặp chân bảo, nhưng đều không ngoại lệ, cũng là không sánh được phương hàn hắc ma đỉnh. Cái này khiến phương hàn rất là đắc ý, trong đôi mắt, phảng phất sớm đã là thấy được chính mình đoạt được thủ khoa hình ảnh, rất là phách lối. Đám người cũng am hiểu sâu này lý, trình lên hạ lễ thời điểm, cũng chỉ là hời hợt nói một câu, bởi vì bọn hắn biết, lần này khôi thủ người, nhất định là thuộc về Phương Hàn. Hạ lễ lục tục ngo ngoe đưa lên, chờ người cuối cùng lui xuống. Chỉ thấy Phương Hàn đột nhiên đứng dậy, âm chắc chắc nhìn xem Diệp Trần, cố ý đề cao âm điệu, Diệp Trần, tất cả mọi người đều trước sau trình lên hạ lễ, vì cái gì ngươi vẫn là không có bất kỳ động tác gì, chẳng lẽ ngươi từ đầu đến cuối cũng không có đem đoạn sư thọ yến để ở trong lòng, cho nên chưa bao giờ chuẩn bị hạ lễ. Chưa bao giờ chuẩn bị hạ lễ. Phương Hàn mà nói giống như một đạo kinh lôi, để đám người trong lòng đột nhiên run rẩy kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Tại trong Hoàng Thành, có ai không biết hôm nay là đoạn trọng ngu ngày đại thọ, huống chi, Diệp Trần vừa rồi tại đình giữa hồ bên ngoài, còn chiếm được đoạn trọng ngu chủ động mời, nếu như hắn liền hạ lễ cũng không có chuẩn bị lời nói, cái này căn bản là không cho đoạn trọng ngu mặt mũi, không đem hắn để ở trong lòng. Nhị hoàng tử phe phái, rất nhiều người đều lộ ra vẻ chiêu tức, Bọn hắn đã sớm đối với Diệp Trần rất khó chịu, chỉ là chờ ngại đoạn trọng ngu đối với Diệp Trần tán thưởng, căn bản không dám chủ động nói móc, nhưng bây giờ Phương Hàn chủ động mở miệng, bọn hắn cũng là không keo kiệt chút nào mình lạnh nhạt, ánh mắt nhao nhao cười lạnh thành tiếng. Mộ Dung Tuyết thông minh, liếc mắt liền nhìn ra Phương Hàn đây là nhằm vào Diệp Trần, cười nhạt nói, cái gọi là trình lên hạ lễ, đơn giản là đồ cái việc vui, đoàn sư cũng không phải muốn tất cả mọi người đều phải chuẩn bị. Phương Hàn ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, cái này mộ dung tuyết, tại sao lại xuất động giúp Diệp Trần giải vây? Mộ dung cung chủ nói không sai, đoàn sư Đức Tao vòng trọng, đương nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này, còn nữa, là ta đột nhiên mời Diệp Trần đến đây đỉnh giữa hồ, hắn nhất thời vội vàng, đã quên chuẩn bị hạ lễ, cũng là chuyện bình thường. Phương Nghị lập tức hòa giải, lại nghe được Phương Hàn lần nữa châm chọc nói, đoàn sư ngày đại thọ, không thể coi thường, điều này đại biểu chúng ta hoàng tộc mặt mũi, tam đệ, ngươi đột nhiên mời một kẻ không quen biết, liền hạ lễ đều quên chuẩn bị, việc này nếu như chuyển ra ngoài, e rằng phụ hoàng bên kia, ngươi cũng không tốt giao phó. Lời này, nửa thật nửa giả, nhưng là trực tiếp áp bách Phương Nghị. Phương Nghị cắn răng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đoàn trọng ngu vẫn là hai con ngươi khép hờ, không có bất kỳ cái gì đáp lại, đây càng là nhường Phương Hàn trong lòng cảm thấy đắc ý, trong đôi mắt mang theo ngả ngớn chi ý, nhìn chầm chập Diệp Trần. Hạ lễ, đại biểu là tâm ý, xưa nay riêng có lễ nhẹ nhưng tình nặng thuyết pháp, nhưng mà có ít người, lại là vì nhận được khôi thủ chi danh, cố ý cầm giả tạo chi vật tới làm bề ngoài, mặt tiền của cửa hàng, ý đồ dĩ giả loạn chân, lừa gạt đoạn sư, như thế hành vi cử chỉ, mới thật sự là ném đi hoàng tộc mặt mũi. Một đảo tự tiếu phi tiếu âm thanh vang lên, người nói chuyện chính là Diệp Trần. Diệp Trần, người không có chuẩn bị hạ lễ thì cũng thôi đi, còn mở miệng vu khống nhị hoàng tử, ngươi làm thế nào giáp tâm? Ở đây không có chuyện của ngươi, cầm miệng cho ta. Diệp Trần vừa quay đầu, ánh mắt chứa lạnh, lập tức nhường đồ dương sắt lên cơn giận dữ, vừa muốn mở miệng phản bác, nhưng là nghe được Phương Hàn lạnh nhạt nói, hồ trường lão chưa có kích động. Tất nhiên Diệp Trần nói ta trình lên hắc ma đỉnh là giả tạo chi vật, chúng ta không ngại nghe một chút hắn đến cùng có căn cứ gì. Hảo, ta liền nhìn tiểu tử như thế nào đổi trắng thay đen đồ dương sắt cười lạnh, hắn cũng không tin tưởng Diệp Trần chuyện ma quỷ. Đám người cũng ném lấy ánh mắt tò mò, liền cái kia nhắm mắt trầm tư đoạn trọng ngu, cũng là mở hai mắt ra. Là một tên lục cấp luyện đan sư, đoàn trọng ngu tại đan đảo tạo nghệ, có thể nói là đăng phong tạo cực, tại hắc ma đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền có thể nhận định, vật này nhất định là hàng thật, bất kể là từ thân đỉnh công nghệ, vẫn là vẻ này nồng đậm thượng cổ khí tức, đều khó có khả năng là giả tạo chi vật. Nhưng mà, Diệp Trần lại như thế chắc chắn, cái này khiến hắn sinh ra nồng nặc hứng thú. Diệp Trần không có trả lời ngay, mà là uống một chén rượu, chợt đem chén rượu thả xuống, xin hỏi nghị hoàng tử, người có từng sử dụng tới hắc ma đỉnh luyện chế đan dược sao? Đương nhiên, Phương Hàn trả lời ngay, kể từ ta chiếm được hắc ma đỉnh phía sau, chính là mời vô số danh gia giám định thật giả, còn tự thân khai lò luyện đan, kiểm nghiệm công hiệu dùng, bằng không, ta có làm thế nào biết hắc ma đỉnh sẽ phun ra nuốt vào thất thải hào quang, sinh ra trăm trượng đan mây? Phương Hàn trả lời, rất là xảo diệu. Một phương diện, hắn dùng ngôn ngữ khẳng định hắc ma đỉnh là đồ thật, một mặt khác, còn nói chính mình nhiều phiên giám định, thậm chí tự mình dùng hắc ma đỉnh tới luyện chế đan dược. Cả hai không khỏi là chứng minh chính mình đối với phần này hạ lễ đến cỡ nào coi trọng, biểu hiện ra đối với đoạn sư lòng cung kính. Ha ha, xem ra nhị hoàng tử thật đúng là có ý khác. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, trật ngữ phong thay đổi bất ngờ, lạnh lùng nói, nhưng người nào nói sẽ phun ra nuốt vào thất thải hào quang, hơn nữa sinh ra trăm trượng đan mây dược đỉnh, chính là Hắc Ma Đỉnh. Kinh Nguyệt giọng nói rơi xuống, nhưng trong chàng tất cả mọi người đều là sững sờ, ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Trần trên thân. Chỉ thấy Diệp Trần đi đến Phương Hàn trước mặt, miệng hơi cười, âm thanh ung dung truyền ra, thượng cổ mười đại đan đỉnh, huyền diệu nhất chỗ, cũng không phải là nó sử dụng tài liệu cùng công nghệ, mà là tại chế tạo thời điểm, bị vô thượng cường giả phong vào 10 đầu thượng cổ kỳ thú, lấy kỳ thú hồn phách xem như luyện đan chi cơ sở, từ đó nhường đan dược sinh ra dị biến, dẫn phát thiên địa dị tượng. Hồ ngôn loạn ngữ, cái này tất cả đều là ngươi tùy ý niết tạo xuất tới ngôn ngữ thôi." Phương Hàn cười lạnh nói, hắn lật sách vô số cổ tịch, chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này, nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một hồi cuồng phong đột nhiên thổi tới, không chờ hắn có phản ứng, chính là nhìn thấy đoạn trọng ngu đứng ở trước mặt hắn, dùng một loại ánh mắt lãnh đạm, nhìn chăm chú hắn. Ánh mắt này, rất lạnh, nhưng Phương Hàn có loại như rơi hầm băng cảm giác. Diệp Trần, người nói tiếp, là, Diệp Trần khẽ gật đầu, ít sâu một cái phía sau, tiếp tục nói, Hắc Ma Đình sở dĩ gọi là Hắc Ma Chi Danh, là bởi vì trong đó phong ấn một đầu gọi là Hắc Ma Tuyết Hổ Thượng Cổ Dị Thú, này Dị Thú sinh tại vùng cực Bắc, toàn thân đen như mực, tứ chi nhưng là trắng như tuyết, gào thét thời điểm, sẽ dẫn tới vô tận phong tuyết, băng phong thiên lý, cho nên dùng hắc ma đỉnh kết đan thời điểm, sẽ tiêu tán ra vô cùng vô tận hàn khí, mà luyện chế đan dược, cũng sẽ ẩn chứa một tia cảm giác lạnh như băng, có thể ổn thần thành thơi. Nhưng tu giả không sinh ra mảy may tạp niệm. Từ cường giả trong trí nhớ, Diệp Trần hấp thu vô số liên quan tới đan đạo học thức, trong đó chính là có quan hệ với 10 đại đan đỉnh tư liệu liếc mắt qua, là hắn biết cái này hắc ma đỉnh là thực sự là ngụy. Nói chuyện vô căn cứ, tại chỗ ai cũng chưa từng nắm giữ mười đại đan đỉnh, người có biện pháp nào chứng minh ngươi nói là lời thật. Nói đến đây, đoàn trọng ngu nhìn về phía Diệp Trần trong ánh mắt, đã không có loại kia nhìn xuống cảm giác, hắn liền như vậy bình thường mà xem, dùng một loại thỉnh giáo giọng điệu nói. Đối với cái này, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, sớm đã trở nên vô cùng ngốc trẻ. Chỉ có mộ dung tuyết một người, mang theo lúm đồng tiền, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem một màn này, đối với Diệp Trần sáng tạo ra được kỳ tích, nàng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Trần chỉ chỉ trên bàn hắc ma đỉnh, thản nhiên nói: tất nhiên mười đại đan đỉnh là thượng cổ chi vật, lại lưu truyền vài vạn năm, chắc hẳn cũng là có thể chống cự vô cùng mạnh mẽ công kích. Còn xin đoạn sư sắp tối ma đỉnh giao cho tay ta, để cho ta thử một phen, tự nhiên là có thể biết thật giả kết quả. Đan đỉnh chính là vật quý giá, huống chi là mười đại đan đỉnh, Diệp Trần ta nhìn ngươi chính là muốn âm thầm dở trò xấu, từ đó hãm hại nhị hoàng tử. Cái kia đồ dương thiết lời mới vừa vừa nói xong, một đạo lực lượng vô hình gào thét mà đến, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung phía sau, ngã vào giữa hồ. Ai ra tay? Đồ dương sắt từ trong hồ nước sông ra, vừa nhấc mắt, chính là đón nhận một đôi tràn đầy uy nghiêm lạnh nhạt đôi mắt. Ngươi nếu lại dám can đảm đánh gãy Diệp Trần nói chuyện, ta liền để ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Vô cùng băng lãnh ngôn ngữ, từ đoàn trọng ngu trong miệng nói ra, nhường đồ dương sắt toàn bộ thân thể cứng đờ, chỗ sau lưng, đã là một mảnh thấm ướt, trong đầu ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, không có vật khác. Tuyết Nhi, sắp tối ma đỉnh đưa cho Diệp Trần. Mộ dung tuyết lập tức gật đầu, sắp tối ma đỉnh gỡ xuống, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Diệp Trần. Tiếp nhận hắc ma đỉnh, Diệp Trần đầu tiên là đem hai mắt khép kín, lần nữa mở ra thời điểm, một vòng yêu dị tử mang đột nhiên lướt qua, phảng phất đem trong tay đan đỉnh xem kỹ thấu triệt. Nát, một tiếng quát nhẹ, Diệp Trần ngón tay của nhẹ nhiên điểm vào đan đỉnh phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ đình giữa hồ lặng ngắt như tờ, chỉ có một đảo vỡ vụn thanh âm, đột nhiên chuyển ra. Đan đỉnh, nát, từng khối vừa dày vừa nặng mảnh vụn, rơi vào trên mặt đất. Đồng thời cũng là nhường phương hàn tâm, rơi vào đáy cốc, trên mặt hắn lúm đồng tiền trở nên vô cùng cứng ngắc, tựa hồ là đang chính mình châm chọc sự ngu xuẩn của mình. Thập đại đan đỉnh, danh tiếng biết bao to lớn, tuyệt đối không có khả năng bị người như thế nhẹ nhóm phá hủy. Cái này đan đỉnh rốt cuộc là không hắc ma đỉnh, trong lòng mọi người sớm đã là có đáp án. Đoàn sư thứ tội. Phương Hàn vội vàng mở miệng, cái này tính mịch đến để cho người cảm thấy bầu không khí một ngạt lập tức bị phá vỡ ra, nhưng trong đỉnh giữa hồ, mặt của mọi người bàng bên trên, cũng là mang theo một tia bất đắc dĩ chi ý, Phương Hàn thế mà nói dối đỉnh này là hắc ma đỉnh, hơn nữa còn đem hắn xem như đoạn trọng ngu đại thọ chi lễ, bây giờ bị Diệp Trần vạch trần, hắn đã không có mảy may mặt mũi có thể nói. Thứ tội, Diệp Trần cười lạnh, nghị hoàng tử, lời này của ngươi tựa hồ nói quá lời một chút. Thập đại đan đỉnh, chính là thượng cổ kỳ vật, ở trong sách cổ ít có ghi chép, thấy qua người càng là phượng mau lân giác, ngươi bỏ lỡ đem đỉnh này nhìn thành là hắc ma đỉnh, cũng chỉ là bởi vì ngươi khẩn cấp muốn chiếm được đoạn sư niềm vui từ đó quên đi nghiêm túc giám định thật giả từ đó phạm phải như thế sai lầm ngu xuẩn làm trò hề cho thiên hạ đánh mặt diệp trần mà nói giống như là một bạt tai hung hăng quất vào phương hàn trên mặt phương hàn cầu thắng chi tâm nhưng là nhường hắn trở thành trò cười của tất cả mọi người phương hàn sắc mặt xanh một trận tím một hồi kìm nén đến vô cùng khó chịu nhưng là nhà không ra một câu phản bác đỉnh là giả đây là sự thật, không thể sửa đổi. Mà Diệp Trần là nhìn thấu đan đỉnh thật giả người, lời hắn nói, là chân lý, không thể cãi lại. Bởi vậy, Phương Hàn chỉ có thể chịu đựng, yên lặng chịu đựng lấy Diệp Trần trào phúng, đây là hắn tự gây nghiệt. Thôi, tại lúc này, đoàn trọng ngu thở dài, mang theo thất vọng nói, thập đại đan đỉnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Phương Hàn ngươi bỏ lỡ đem đỉnh này nhìn thành là khắc ma đỉnh, cũng là tình có thể hiểu, nhưng Diệp Trần nói tới cực kỳ, lòng ngươi tồn tà niệm mưu toan chèn ép phương nghị thật sự là để cho ta rất là thất vọng yến hội kết thúc về sau ngươi liền đến băng tâm sườn núi một chuyến thật tốt tỉnh lại phạm vào sai lầm học sinh xin nghe đoạn sư dạy bảo phương hàn khom người đáp thế nhưng một đôi tròng mắt bên trong nhưng là chứa đầy băng hàn chi sắc hung hăng căm tức nhìn diệp trần bất quá so với phương hàn phẫn nộ trong đình càng nhiều người nhưng là lòng mang mừng thầm chi ý Phương Hàn Trình lên đan đỉnh vỡ vụn, một cách tự nhiên, hắn liền vô duyên lần này hạ lễ so đấu, nói cách khác, đám người chẳng những thiếu một cái kình địch, còn nhiều ra một cái tam giáp chi vị. Nhưng lại tại đám người trong lòng còn có may mắn thời điểm, Diệp Trần nhẹ giọng nở nụ cười, từ tốn nói, đoàn lão gia tử, hôm nay là ngươi ngày đại thọ, tiểu tử đích xác là đã quên chuẩn bị hạ lễ, nếu như ngươi không để ý mà nói, tiểu tử nguyện ý đưa lên mấy cái kém cỏi chữ, mong rằng ngươi chớ nên trách tội. Chữ, đám người chân mày nhíu chặt, Diệp Trần lại muốn tiến đưa mấy cái chữ cho đoàn trọng ngu. Chẳng lẽ hắn không biết đoàn trọng ngu ngoài trừ tại đan đảo bên trên tạo nghệ không ít, liền tại Mặc bảo văn tự phía trên, cũng có cực cao thành tựu, hắn muốn đưa chữ cho đoàn trọng ngu, đây không phải tại lỗ ban trước mặt múa rìu qua mắt thợ sao. Nhưng mà, Diệp Trần cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người, hắn lấy ra văn phòng tứ bảo, nín thở, ngưng thần, ngòi bút gặp trên tuyên chỉ tùy ý huy sái không ra phút chốc chính là viết ra chín cái chữ lớn tố tâm chi đan trọng tâm không trọng nghệ chữ cũng không phải là chữ tốt chỉ có thể coi là tinh tế mà thôi không có chút nào chỗ xuất sắc thậm chí có một số người đã phát ra nhàn nhạt chế nhạo thanh âm dạng này chữ liền bút chai đều khinh thường coi như huống chi là đoạn trọng ngu dạng này thư pháp đại gia mộ dung tuyết thấy thế môi đỏ hé mở cười nhạt nói hạ lễ chi vật trọng trong lòng ý, cuối cùng vẫn là từ đoạn sư đánh giá A. Gặp mộ dung tuyết hời hợt đem vật này tiếp nhận, Phương Hàn sắc mặt càng là âm trầm, đây đã là mộ dung tuyết lần thứ hai giúp Diệp Trần nói chuyện, trực tiếp như vậy, trong đó thiên vị chi tâm, tất cả mọi người đều có thể tin tưởng cảm thấy. Không cần. Đoạn trọng ngu đột nhiên mở miệng, làm cho tất cả mọi người đều chấn một cái. Phương Hàn trong lòng cuồng hỉ, người giỏi lắm Diệp Trần, mới vừa rồi còn mở miệng châm chọc ta, hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ, viết ra một bộ như thế vụng về tranh chữ xem như hạ lễ, thật sự là thật quá ngu xuẩn, liền đoạn sư đều như vậy không kiên nhẫn, ta nhìn ngươi ngày tốt lành cũng muốn chấm dứt. Đoạn trọng ngu dầm chân tiến lên, ra ngoài ý định, hắn cũng không có nổi giận, càng không có quát lớn, ngược lại là làm một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc đến ngây người động tác. Hai tay của hắn thở dài, càng là hướng về phía Diệp Trần hơi hơi khom người ngươi là làm thế nào biết cái khổ của ta buồn bực sự tình. Đoạn trọng ngu ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc chi ý. Diệp Trần dừng một chút, hồi đáp đoạn sư là tông sư luyện đan, đan thuật vô song, nhưng mà ngươi hôm nay đến thời điểm, trên thân nhưng là bí mật mang theo một cỗ yếu ớt nộ khí, nếu là bình thường, hỏa khí này cũng là bình thường, dù sao cũng là luyện đan sư căn bản, nhưng mà, ta còn tại này cổ nộ khí bên trong, người thấy tố tâm cỏ hương vị, một cách tự nhiên, cũng đã biết khổ cho ngươi buồn bực đám người nghe nói như thế vẻ nghi hoặc mạnh hơn chỉ có mộ dung tuyết cùng đoạn trọng ngu trên khuôn mặt tuôn ra một cỗ vẻ kinh ngạc diệp trần tiếp tục nói tố tâm thanh linh đan chính là một loại cực kỳ đặc biệt đan dược nó cần linh tài cực kỳ hà khắc quá trình luyện chế cũng là cực kỳ rườm rà nhưng mà ở đây trong quá trình luyện chế trọng yếu nhất vẫn là tố tâm hai chữ tâm là bản tâm làm là yên tĩnh chỉ có không nóng không vội ổn thần có độ mới có thể cảm nhận được đan phương trong ảo diệu, cái này một tia nộ khí, vừa vặn là đoạn sư ngươi nét bút hỏng chỗ. Lộp bộp, đoạn trọng ngu lui về phía sau một bước, con người của hắn thiết chặt, trong đôi mắt tinh mang không ngừng, phảng phất là tìm đến rồi một mảnh lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy, có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có loại kia khó mà diễn tả bằng lời cuồng hỉ. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bộc phát ra một hồi tiếng cười sang sáng. Cỗ này tiếng cười phóng lên trời, vang vọng toàn bộ hồ nước thậm chí cách xa vài dặm khoảng cách vẫn là có thể rõ ràng nghe nói thì ra là thế ta hiểu được ta rốt cuộc hiểu rõ đoạn trọng ngu thanh âm là như thế phấn khởi hắn nhìn xem diệp trần viết xuống chín cái chữ lớn trên môi phía dưới phiên động dường như đang lẩm bẩm lại tựa hồ đang phát tiết buồn bực trong lòng đến cuối cùng cả người hắn đều bay lên cơ thể vút qua càng là hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt một màn này, tới quá đột ngột. Liền ngộ dung tuyết, cũng có chút không biết làm sao, nhưng mà, nàng dù sao cũng là đoạn trọng ngu tiếng trầm, tự nhiên là biết đoạn trọng ngu thế nào sẽ có cử động như vậy, trong lòng cũng là vì thế mà hưng phấn không thôi. Nàng quay đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đám người, cười nói, đoạn sư chợt có sở ngộ, chuyến này vừa đi, không muốn biết bao lâu mới có thể xuất quan, đến nỗi lần này hạ lễ so đấu, liền tạm thời có một kết thúc, chờ đoạn sư sau khi xuất quan, làm tiếp tinh tế đánh giá Đám người trong lòng hơi kinh hái Đoàn trọng ngu nhìn Diệp Trần tranh chữ Nghe xong Diệp Trần ngôn ngữ sau đó Liền lập tức có lĩnh mộ Chẳng lẽ nói trong này tất cả đều là bởi vì Diệp Trần công lao Nếu là như vậy Cái kia thô không chịu nổi chín chữ Chẳng phải là muốn được bầu thành khôi thủ Hạ lễ sư tình Chủ yếu là cái ý đầu Bây giờ đoàn sư có chỗ lĩnh mộ Cái này hạ lễ đánh giá Không bằng coi như xong đi Phương Hàn cũng cảm thấy điểm này, lập tức là mở miệng nói ra. Tính toán cùng không tính, không tới phiên ngươi tới quyết định, bây giờ đoạn sư rời đi, bữa tiệc này tự nhiên muốn coi như không có gì, còn xin nghị hoàng tử rời đi trước a. À. Mộ Dung Tuyết hướng về phía Phương Hàn nói, lại hạ lệnh đuổi khách, đồng thời, ánh mắt của hắn hướng về mọi người nhìn lại một mắt, đạo, nếu là vô sự, chư vị cũng rời đi a. À. Diệp Trần, Tam hoàng tử, hai người các ngươi lưu lại ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói chuyện. Cuối cùng, mộ dung tuyết xem ra Diệp Trần cùng Phương Nghị một mắt, nói tới ngôn ngữ, lập tức để đám người đôi mắt ngưng lại. Nhất là Phương Hàn, hắn ngửi được một chút không bình thường khí tức. Bất quá lúc này mộ dung tuyết đã hạ lệnh trục khách, coi như Phương Hàn lại làm sao không vui, cũng là có thể cứ vậy rời đi. Nơi đây là đình giữa hồ, là đoàn trọng ngu chỗ cư trú, hắn cũng không dám ở đây nháo sự lâm quan kỳ đi đến diệp trần bên cạnh tràn đầy tán thưởng nhìn hắn một cái vỗ vỗ diệp trần bả vai chợt cũng là bước nhanh rời đi đình giữa hồ biến mất ở trong bóng đêm rất nhanh trong đình giữa hồ trở nên an tĩnh lại chỉ còn lại diệp trần mộ dung tuyết cùng phương nghị ba người ngươi gia hòa này thế mà ngay trước mặt mọi người mỉa mai phương hàn lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nếu không phải là trở ngại đoạn sư uy vọng hôm nay ngươi bây giờ liền biến thành một cỗ thi thể Mộ Dung Tuyết tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Trần, thở dài một cái. Coi như ta không có mỉa mai phương hàn, lấy trước mắt thế cục, tựa hồ hắn cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía phương nghị. Hôm nay tuy nói là đoạn trọng ngu ngày đại thọ, nhưng tam hoàng tử cố ý mời, nhưng là để cho ta đã biến thành mục tiêu công kích. Hơn nữa, lúc đó ta cùng với hàn bạch lông vũ sinh mâu thuẫn thời điểm, ngươi rõ ràng biết hàn gia thuộc về nhị hoàng tử phe phái, ngươi cũng không có ngăn cản ngược lại là trở nên gay gắt ta cùng với hàn bạch vũ ở giữa mâu thuẫn ta có hay không có thể lý giải thành ngươi muốn cho ta đâm lao phải theo lao cuối cùng không thể không cột vào ngươi đầu này trên thuyền lớn diệp trần thanh âm bên trong tràn đầy lạnh nhạt bây giờ hoàng thành phe phái hỗn loạn đông đảo vọng tộc đều ở đây tìm kiếm chỗ dựa phương nghị cách làm chính là nhường diệp trần triệt để đứng tại phương hàn đối lập mặt cho đến lúc đó diệp trần tất nhiên sẽ bị phương hàn ép không đường có thể đi chỉ có đi nương nhờ phương nghị mới có thể giữ được tính mạng thủ pháp như vậy nhất định chính là mái trèo trần tính mệnh xem như nói đùa giống như cỏ rác diệp trần ngươi quả nhiên giống như lâm quan kỳ nói tới trí tuệ hơn người hơn nữa can đảm hơn người phương nghị cười khổ một tiếng bất đắc dĩ nói trước đây ta đích xác là muốn dùng biện pháp như vậy để cho ngươi triệt để quy thuận với ta nhưng là bây giờ ta tựa hồ phát hiện ta có chút ngây thơ diệp trần nhíu mày cũng không biết phương nghị rốt cuộc là ý gì. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, trọng tài cho có quyền thế, hôm nay, Phương Hàn đột nhiên lấy ra Hắc Ma Đỉnh, đã để ta có loại đại thế xa sút cảm giác, ngay tại ta từ bỏ thời điểm, ngươi lời nói đi, nhưng là nhường đoạn sư đối phương lạnh cảm thấy thất vọng, từ đó phá vỡ ta cùng với nhị ca ở giữa cân bằng. Hơn nữa, ta xem đi ra, đoạn sư đốn mộ, cùng ngươi có cực lớn quan hệ, từ nay về sau, ngươi sẽ là trong hoàng thành một tôn nhân vật phong vân, cho dù ai cũng phải làm cho ngươi ba phần, cho dù là ta, cũng phải có cầu ở ngươi. Phương Nghị hơi buồn khổ đảo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Trần lại sẽ có lớn như vậy năng lượng, liền cao cao tại thượng thánh đạo cường giả, đều sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Kẻ này, quả thật phi phàm. Ha ha, lời nói này có chút khoa trương. Diệp Trần ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, hoàng tộc bên trong, cường giả vô số, tất nhiên sẽ có một đoạn trọng ngu, liền nhất định sẽ có những thứ khác thánh đạo cường giả, chỉ là một cái đoạn trọng ngu, tuyệt không có khả năng để cho ta tại trong hoàng thành an nhàn không yêu sầu. Bây giờ ta, chẳng qua là còn chưa tương đối với các người tạo thành mấu chốt tính ảnh hưởng, một khi chạm đến vảy ngược, liền xem như đoạn trọng ngu liều chết bảo hộ, các người cũng có thể đem ta triệt để chu sát. Diệp Trần lời nói, nhưng Phương Nghị sắc mặt trở nên càng khó coi, lập tức yên lặng. Diệp Trần, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? mộ dung tuyết hầm hực hỏi một tiếng diệp trần lắc đầu hoàng thành chi thủy sâu không thấy đáy ta chỉ bất quá là một kẻ thảo dân làm sao có thể một mắt xem thấu huống hồ ta trời sinh tính bình thản tuyệt không nghĩ cuốn vào dạng này tranh chấp vòng xoáy bên trong còn xin tam hoàng tử dơ cao đánh khẽ chớ có quấy dày với ta càng đừng lại dùng cái gọi là uy hiếp luận tới áp chế ta bằng không chớ có trách ta không niệm tình đồng môn bỏ lại một câu lời nói phía sau diệp trần chính là bước nhanh mà rời đi diệp trần lúc này mộ dung tuyết đột nhiên lên tiếng dừng lại phút chốc mở miệng nói ra đã ngươi biết ngươi cùng phương hàn ân oán giữa đã đến mức không thể điều giải huống hồ hắn cũng cho rằng ngươi sớm đã thuộc về phương nghị phe phái về công về tư hắn đều sẽ không bỏ qua cho ngươi coi như ngươi bây giờ không muốn cuốn vào vòng xoáy bên trong bọn hắn cũng sẽ đem ngươi cưỡng ép kéo xuống nước diệp trần dừng bước lại quay đầu lạnh lùng phun ra một đảo âm chỉ cần ta không nghĩ không có người có thể kéo ta xuống nước liền xem như phương hàn cũng không tư cách kia phương nghị cùng mộ dung tuyết nhìn xem diệp trần bóng lưng thẳng đến diệp trần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa phương nghị lúc này mới quay người khuôn mặt đều là vẻ chán nản ngươi nói đúng diệp trần trời sinh tính khinh cuồng thật sự là khó mà thuần phục ít nhất bằng vào ta năng lực bây giờ còn xa làm không được trong lời nói mang theo nồng đậm buồn khổ chi ý diệp trần triển hiện ra thiên phú thực lực tâm tính cũng là nhân tuyển tốt nhất, thậm chí có thể cùng thập đại công tử sánh vai. Nếu như có thể có được người này trợ giúp, tuyệt đối sẽ để phương nghị thực lực tăng nhiều, chỉ tiếc, hắn nước cờ này, cũng không có đạt được bất kỳ hiệu quả, ngược lại nhường Diệp Trần đối với mình càng thêm chán ghét. Hết thầy tùy duyên A. À. Mộ dung tuyết cũng là khẽ thở dài một cái, nhưng phương nghị trên mặt cười khổ càng đậm, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, trong lòng càng là tràn đầy ý hối hận. Hoàng thành, một tòa phủ đệ bên trong, Phương Hàn ngồi ngay ngắn ở cái ghế gỗ, toàn thân tản mát ra khí tức âm lãnh, phương viên trong vòng trăm thước, xương lạnh băng phong, thậm chí ngay cả không khí cũng vì đó cứng ngắc. Đang chờ lúc này, một đạo còng xuống thân ảnh từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Đầy trời xương lạnh, không có chút nào nhường đạo thân ảnh này đình trệ, hết thời gian nan vất vả tại hắn quanh thân vài tất chỗ, biến thành một mảnh khói nhẹ, tiêu tán ở không. Cha được, Phương Hàn trước mắt, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, gật đầu một cái, ngàn lão tướng một chương quyển trục đưa cho Phương Hàn, phía trên ghi lại liên quan tới Diệp Trần tất cả tình báo, từ Lưu Vân Quốc đến Cổ Nguyệt Quốc, thậm chí đến Thương Lan Quốc, cái gì cần có đều có, không rõ chi tiết. Đồng thời, ngàn lão chậm rãi nói, từ phần này trong tình báo biểu hiện, Diệp Trần tại nguyên trận một đảo bên trên, có tuyệt đỉnh thiên phú, hắn thi triển ra nguyên trận, tựa hồ cùng bình thường nguyên trận khác biệt, vô cùng có khả năng trong truyền thuyết thượng cổ nguyên trận. Thì tính sao? phương hàn nhíu mày điện hạ có từng nhớ kỹ ban đầu ở thiết mộc sa mạc cái kia trộm cắp người đã từng giả trang dung mạo của ngươi đem chúng ta tất cả mọi người đều lừa gạt đi tầm thường dịch dung thuật sơ hở rất nhiều ta một mắt liền có thể xem thấu mà ở ngày đó ta nhưng là không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào đồng thời cũng không cảm thấy bất kỳ nguyên lực ba động cho nên ta hoài nghi đó là thượng cổ nguyên trận tuyệt diệu nghe vậy phương hàn rơi vào trong trầm tư hắn đã sớm là đối diệp trần có chỗ hoài nghi bị như vậy nói chuyện càng là xác định trong tim mình suy nghĩ nhất thời một cỗ ngập trời nộ khí lập tức là xông lên não hải khoảng cách vũ hóa tông nội môn tiền bạc còn có mấy ngày thời gian ngàn lão lập tức nói còn có ba ngày ba ngày đầy đủ phương hàn liệt ra một nụ cười âm hiểm đạo lập tức liên hệ dương gia hàn gia mặc gia vạn thú tông hậu thổ các còn có thiên phần các liền nói ta có quan hệ với diệp trần trọng yếu sự tình cần cùng bọn hắn thương nghị một phen, để bọn hắn mau tới nơi đây. Còn có, lập tức điều động tài vũ hóa tông bên trong tất cả ám tử, toàn lực giám thị Diệp Trần, đồng thời nhường vệ xuyên đi tới Lưu Vân Quốc một chuyến, ta muốn nhường Diệp Trần biết, đắc tội ta phương hàn kết quả bi thảm. Nhưng đoạn trọng ngu tựa hồ cực kỳ xem trọng Diệp Trần, chuyện này, sẽ có hay không có một chút lỗ máng. Ngàn lão vẫn có chỗ cố kỷ. Đã thấy Phương Hàn lắc đầu, vẻ này cựu hận chi hỏa, đã là nhường hắn đã mất đi lý trí, âm lệ đảo, nếu là một cái còn sống thiên tài, có lẽ đoạn trọng ngu còn có thể tính toán một phen, nhưng nếu như là một cái chết thiên tài, cho dù đoạn trọng ngu lại như thế nào tức giận, cũng không khả năng đem hắn phục sinh, Diệp Trần, ta là giết định rồi. Một cỗ tất phải giết ý, lập tức tràn ngập ra, bao phủ bầu trời, sông thẳng cửu tiêu. Đoạn trọng ngu thọ thần sinh nhận một chuyện, tại phương hàn cố hết sức che giấu phía dưới, cũng không tuyên dương ra ngoài, nhưng mà, tại hoàng thành vọng tộc bên trong, nhưng như cũ là có không ít truyền ngôn chảy ra. Đám người đang cảm thán đoạn trọng ngu lại trèo đan đạo cao phong thời điểm, cũng là mái trèo trần chi danh ghi tạc trong lòng, có thể làm cho Phương Hàn liên tiếp biết thiếu niên, ở nơi này trong hoàng thành, cũng không phổ biến. Kế tiếp ba ngày, Vũ Hóa Tông hiển nhiên là lấy một loại tốc độ kinh người, một ngày một ngày trở nên lửa nóng. Mà loại lửa nóng đầu nguồn, tự nhiên chính là bên trong môn tuyển nhổ này thứ nội môn tuyển nhổ, chính là áp dụng tỷ lệ tử vong cực cao đi săn thi đấu hình thức, cho nên, vì có thể bình yên thông qua bên trong môn tuyển nhổ, vô số ngoại môn đệ tử cũng là lần lượt bế quan. Bởi vậy, trong vòng 3 ngày, vũ hóa tông bầu không khí càng nóng nảy, nhất là cửa vũ ngoài tháp, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút ánh mắt cương nghị, toàn thân tràn ngập chiến đấu dục vọng bóng người đi ra. Một ngày này, toàn bộ vũ hóa tông phảng phất cũng là bao phủ sôi trào khắp trốn bên trong, tại nơi trên đại đảo bóng người cướp động giật mình âm thanh phá không giống như gió lốc như vậy thật là lộ ra hùng vĩ diệp trần cùng diệp giao sớm đã đến võ đạo quảng trường ở nơi đó lâm quan kỳ chờ đông đảo hảo hữu cũng là lần lượt đến đang thấp giọng trò chuyện với nhau giao nhi này thứ nội môn tuyển nhổ cực kỳ hung hiểm người nhất định định phải thật tốt bảo vệ mình tuyệt không thể cậy mạnh tô thiên tâm bản chứ khuôn mặt hướng về phía diệp giao nói Trải qua một đoạn thời gian bế quan, Diệp Sao thành công bước vào chân đạo cảnh giới, đã đạt chân đạo nhất trọng thiên trung kỳ cấp độ. Tấn nhập chân đạo danh giới nàng, rốt cục mở ra xương lạnh nguyên thể chân chính sức mạnh, nếu như nếu bàn về chân thực chiến lực, Diệp Sao đủ để đánh bại chân đạo nhị trọng thiên cao thủ. Nàng duy nhất thiếu, chính là kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Sao bĩu môi, nhìn về phía bên cạnh Diệp Trần, cười nói, có ca ca bồi tiếp ta, một lần này bên trong môn tuyển nhổ, nhất định là 10 phần chắc chín. Diệp Trần tràn đầy cưng chiều sờ lên Diệp giao tóc, chợt ánh mắt nhìn về phía Lâm Quan Kỳ, yến hội sau đó, ta cuối cùng cảm giác có người đang dám thị lấy ta, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là Phương Hàn Nhân A. Tại cường hãn cảm giác lực phía dưới, Diệp Trần phát hiện mấy ngày nay bên trong, đều có không thiếu ánh mắt dám thị lấy hắn, cho dù là bây giờ, cũng có thể cảm thấy một chút băng lãnh và âm trầm ánh mắt. Ân, lâm quan kỳ sắc mặt hơi trầm xuống nhắc nhở mấy ngày nay có không ít vọng tộc người ra vào nhị hoàng tử hành cung tuy ta cũng không tin tức xác thực nhưng trong đó nhất định cùng ngươi có chỗ quan hệ này thứ nội môn tuyển nhổ ngươi cần phải cẩn thận lâm quan kỳ mà nói cũng là nhường tô thiên tâm bọn người ánh mắt hơi hơi ngưng lại diệp trần tải trong hoàng thành cửu gia thật sự là nhiều lắm này thứ nội môn tuyển nhổ sẽ đem tất cả ngoại môn đệ tử truyền tống đến một chỗ không gian độc lập Tuy đến lúc đó sẽ có hơn 20 vị nội môn trưởng lão phụ trách đệ tử an toàn, nhưng cái đó không gian thật sự là quá lớn, nội môn trưởng lão cũng không khả năng chiếu cố được mỗi một vị đệ tử. Huống chi, lần này từ ngự kiếm đường phụ trách giám tra bên trong môn tuyển nhỏ bên trong lớn nhỏ sự nghi, mà liền tại mấy ngày trước đây, Mực Thiên Cổ được đề cử trở thành ngự kiếm đường mới người cầm lái. Lấy Mực Thiên Cổ tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha Diệp Trần. Này thứ nội môn tuyển nhỏ còn chưa bắt đầu, Diệp Trần liền đã lâm vào trong nguy hiểm. Yên tâm, Diệp Trần thản nhiên nói. Tại một đoàn người nói chuyện thời điểm, nhất đạo kỳ dị tiếng thét dài âm, đột nhiên vang vọng cả tòa võ đạo quảng trường. Nhất thời, kiêu dương ánh sáng bị che đậy, một đầu to lớn chim thú, lấy một loại tư thái cao ngạo, từ đằng xa chậm rãi lướt đến, nó chiều cao có thể đạt tới trăm mét, hai cánh bầy ra, chừng hơn ba trăm mét, toàn thân hiện ra màu xám trắng lên đỉnh đầu chỗ, chiều dài chín cái màu vàng kim lông vũ, nhìn qua cực kỳ uy phong. Ở nơi này đầu chim thú lướt qua võ đạo quảng trường thời điểm, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, nhưng không thiếu ngoại môn đệ tử đều cảm giác trong lòng kinh hãi, hai chân bắt đầu hơi hơi phát run. Chín vũ hoàng Diệp Trần nhìn về phía cái kia chim thú, cảm thụ được vẻ này uy áp, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, cái này chín vũ hoàng không hổ là vũ hóa tông hộ tông linh thú, bực này uy áp, quả thật là vô cùng kinh khủng. Tại chín vũ hoàng trên lưng, có mấy đạo thân ảnh đứng thẳng, mỗi một đạo thân ảnh đều tàn mát ra vô cùng cường hãn khí tức. Mà ở cái kia mấy thân ảnh phía trước nhất, nhưng là một cái người mặc thanh bào, dáng người cao ngất nam tử, hắn khuôn mặt cương nghị, một đôi tròng mắt giống như tinh thần như vậy mênh mông, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này, Diệp Trần cũng không lạ lẫm, hắn chính là vũ hóa tông phó tông chủ, huyết kiếm hoa hảo khung tại hoa hào khung bên cạnh đồi liền tiêu tô diệu nguyệt còn có cổ vân hà ba người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào diệp trần trên thân hoặc là tán thưởng hoặc là hài lòng không chút nào che giấu bọn hắn đối với diệp trần coi trọng chi ý hôm nay chính là mỗi năm một lần bên trong môn tuyển nhổ ngày cũng là các ngươi kiểm nghiệm thực lực bản thân thời khắc trọng yếu chín vũ hoàng phía trên hoa hào khung mỉm cười nhìn cái kia vô số ngoại môn đệ tử âm thanh cởi mở vang vọng tại mỗi người bên tai huyên náo võ đạo quảng trường, lập tức là trở nên yên tĩnh lại, vô số ngoại môn đệ tử ngẩng đầu, yên tĩnh lắng nghe hoa hào khung ngôn ngữ, rất là cung kính. Liên quan tới đi săn thi đấu, nghĩ đến đại gia cũng phải có hiểu biết, quy tắc ta cũng sẽ không nhiều lời, lần này đi săn thi đấu sẽ kéo dài 3 ngày, trong vòng 3 ngày, tuyệt không phải hung ác hạ sát thủ, cũng không thể làm ra dơ bẩn sự tình, nếu có phát hiện, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Trong giọng nói vẻ này bức người sát khí, để đám người trong lòng hơi kinh hái, không có ai sẽ hoài nghi vị này phó tông chủ lời đã nói ra, 15 năm trước, hắn lấy một thanh huyết kiếm đổ sát hơn trăm người, một xiết thành danh, hung uy hiển hách. Lời hắn nói, tuyệt không nói đùa. Nói giết, nhất định giết. Tranh lệch thời gian không nhiều lắm. Sau lưng, đồi liền tiêu nói một câu. Hoa hào khung gật gật đầu, hắn tay áo huy động, chỉ thấy phía trước không gian, chính là nhuộn nhạo phảng phất là một mặt to lớn vô cùng hơi nước. Tại trong hơi nước, tựa hồ có một tòa liên miên sơn phong, rừng rậm, nước chảy, đất hoang, mây mù quanh quẩn, giống như một phiến nguyên thủy thế giới. Nơi đó, chính là lần này đi săn chi địa, vũ hóa giới. Nhớ kỹ, trong vòng ba ngày, nhất thiết phải toàn bộ người đuổi tới trung ương cao phong, nếu là có để lại lỗ hổng, nhất định phải tải vũ hóa trong giới hạn ngây ngốc một năm, nhất thiết phải ghi nhớ. Hoa hảo khung vừa mới nói xong, chỉ thấy nước kia sương mù lập tức bộc phát ra vạn đảo tia sáng. Chúng ta đi." Một cái ngoại môn đệ tử hét lớn một tiếng, từng bước đi ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, vo thẳng vào cái kia to lớn trong hơi nước. Mà theo người này động tác, vô số đảo thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, như châu chấu như vậy lướt về phía phía chân trời, lần lượt xông vào cái kia to lớn trong hơi nước, biến mất không thấy gì nữa. "Chúng ta cũng lên đường thôi." Diệp Trần nhìn một chút Diệp sao, cái sau khẽ gật đầu nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận sau lưng lâm quan kỳ lần nữa dặn dò diệp trần hướng về phía bọn hắn khoát tay áo mang theo diệp sao thân hình cũng là đột nhiên lướt ầm ầm ra xông vào cái kia vũ hóa giới bên trong giữa không trung hoa hảo khung sắc mặt bình tĩnh nhìn một màn này ánh mắt nhảy vọt rơi vào diệp trần cùng diệp sao trên thân khẽ nâng lên cánh tay cuối cùng vẫn để xuống nguyên lực tán đi phó tông chủ người đây là ý gì? đổi liền tiêu bọn người cao mày nói. tại hôm nay phía trước bọn hắn bọn người vì bảo hộ Diệp Trần an toàn, cố ý nghĩ ra một cái biện pháp. tại Diệp Trần trên thân in dấu xuống ấn ký. nếu là xuất hiện bất kỳ sự cố, ấn ký kia liền sẽ kích phát. từ đó nhắc nhở mấy người bọn họ. nhưng ngay mới vừa rồi, Hoa Hào khung lại lựa chọn từ bỏ. đối mặt với các vị trưởng lão nghi hoặc, Hoa Hào khung dừng một chút, từ tốn nói, cường giả một đường vốn là tràn đầy vô số bụi gai hiểm trở nếu là chúng ta chặn ngang một tay ngược lại không đẹp nhưng diệp trần cùng diệp sao đối với vũ hóa tông tới nói nhưng là không cần nhiều lời hoa hào khung trực tiếp đánh gãy tô diệu tâm nói chuyện ngữ khí chắc chắn nếu ngay cả đảo khảm này đều không bước qua được bọn hắn như thế nào gánh vác chấn hương vũ hóa tông sứ mệnh nghe vậy các vị trưởng lão một trận trầm mặc đều là không phản bác được đây là một mảnh trốn hỗn độn bầu trời hiện ra u ám màu sắc bất quá trong phiến thiên địa này nhưng là nhộn nhạo cực kỳ hùng hậu thiên địa nguyên khí nơi đây là vũ hóa giới cũng chính là đi săn cuộc so tài không gian độc lập mảnh không gian này nguyên lực cực kỳ dư giả cây cối bộc phát giống như là nguyên thủy thế giới nhưng là thiếu sức sống hoàn toàn tĩnh mịch không có chút nào nhân khí bất quá như vậy tĩnh mịch vào lúc này cũng là bị đột nhiên đánh vỡ từng đạo tia sáng giống như lưu tinh như vậy từ trên trời giáng xuống nhưng mà tán lạc tại phiến thiên địa này bên trong ở một tòa sườn núi nhỏ bên trên hai đạo quang mang rơi xuống cuối cùng hóa thành hai thân ảnh chính là diệp trần cùng diệp sao hai người nơi này chính là vũ hóa giới diệp trần hít sâu một hơi mang theo tò mò đánh giá phiến thiên địa này giống như là loại này độc lập mở không gian cũng không tại thiên hoa đại lục bên trong mà là lấy một loại cực kỳ đặc thù hình thức tồn tại ở thiên hoa đại lục bên ngoài. Nhưng tại sao lại xuất hiện loại này không gian độc lập, Diệp Trần nhưng là không hiểu nhiều lắm. Nơi này nguyên khí cực kỳ dư giả, có thể so với cửa vũ tháp tầng thứ 5, chỉ tiếc, ở đây chỉ có thể ngốc 3 ngày. Diệp sao hai tay mở ra, đột nhiên, một cỗ hàn phong đào qua, lấy một loại gần như cướp đoạt phương thức, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều nuốt vào thể nội. Diệp Trần lập tức cả kinh, kinh ngạc nói, giao nhi, người đây là công pháp gì? cư nhiên như thử bá đạo. Vẹn vẹn một cái chớp mắt thời gian, phương viên 5 mét bên trong, nguyên khí không còn một mống, tất cả đều bị Diệp Giao nuốt vào thể nội, kinh khủng như vậy phun ra nuốt vào tốc độ, cho dù là Diệp Trần đã đem cửu thiên hỗn nguyên quyết tu luyện đến viên mãn, cũng khó có thể làm đến. Đây cũng không phải là công pháp, là xương lạnh nguyên thể có thần thông, như thế nào. Ca Long hồn nguyên thể, cũng không có thần thông như vậy. Diệp Giao cau mày nói. Cũng, đây là ý gì? nghe được Diệp Trần mà nói, Diệp sao giải thích nói, tại Vũ Hóa Tông nội môn, cũng có chút khen người nắm giữ dị biến nguyên thể, liền Mộ Vân tỷ cũng không ngoại lệ, nhưng tựa hồ trừ ta ra, bọn họ dị biến nguyên thể cũng không thể cướp đoạt nguyên khí. Lại có việc này. Diệp Trần ánh mắt càng là nghi hoặc. Tại cường giả trong trí nhớ, đã từng nhiều lần nâng lên dị biến nguyên thể, nhưng đều là chưa từng nghe qua xương lạnh nguyên thể, còn có thể cướp đoạt trong thiên địa nguyên khí, cái này đích xác là có chút cổ quái. Nghĩ một lát, Diệp Trần nghĩ không ra kết quả tới, lắc đầu, đối với Diệp sao Đảo, bây giờ việc cấp bách là tận lực thu thập nguyên ấn, chúng ta bắt đầu hành động A. Cái gọi là nguyên ấn, chính là tài vũ hóa trong giới hạn, đặc hữu một loại từ nguyên khí ngưng tụ ấn ký. Nguyên ấn cũng không tại giữa thiên địa, mà là tồn tại ở nguyên thú thể nội. Nguyên thú, kỳ thực chính là thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành kỳ dị thú loại, bọn chúng linh trí cũng không cao, nhưng thực lực nhưng là cực kỳ tốt dựa theo diệp trần biết tại vũ hóa giới nguyên thú có thể chia làm ba cái cấp độ thú binh thú tướng thú vương thú binh có được tương đương với chân nguyên cảnh thực lực thú tướng nhưng là nguyên cương cảnh đến nỗi mạnh nhất thú vương không chỉ có có được đơn giản ý thức thực lực càng là đạt đến hỗn nguyên cảnh giới bởi vì những thứ này nguyên thú không có ý thức càng không có huyết nhục cho nên bọn chúng không sợ sinh tử cực kỳ khó chơi càng là cường hãn nguyên thú có nguyên ấn thì càng nhiều chỉ cần tập hợp đủ 50 mai nguyên ấn, hơn nữa an toàn đến trung ương cao phong, liền có thể thành công thông qua nội môn tuyển bạt. Diệp Trần nhận rõ một chút phương vị, tất nhiên cuối cùng đều phải đi tới trung ương cao phong, vừa vặn có thể trước khi đến trên đường, dần dần săn giết nguyên thú, hay không chậm trễ. Hai người thân hình cướp động, tại bên trong vùng bình nguyên đi nhanh. Ước chừng hơn 10 phút sau, Diệp Trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại, tại phía trước bên ngoài ba dặm có một đảo trói mắt quang hoa, cái kia quang hoa dường như là một con sói thú, trôi nổi mà đi, tàn mát ra hùng hậu nguyên khí ba động. Đó phải là nguyên thú. Diệp Trần mỉm cười, thân hình đột nhiên ra tốc, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trực tiếp là vọt tới tia sáng kia ảnh trước người, oanh minh một vang, một lát sau, Diệp Trần chậm rãi rơi vào quang ảnh sau lưng 10 mét chỗ. Răng rắc, tia sáng kia ảnh kịch liệt lắc lư một cái, sau đó triệt để vỡ tan, một đạo màu đỏ nhạt tia sáng đột nhiên từ trong cơ thể thoát ra, Diệp Trần lập tức đưa tay, đem hắn gắt gao nắm. Nhìn thật kỹ, quang mang này ước chừng lớn chừng ngón cái, hiện ra viên cầu hình dạng, phía trên khắc phức tạp ấn ký, một cỗ cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí, từ trong tiêu tán đi ra. Đây chính là nguyên ấn sao. Diệp sao bu lại, cái này nguyên ấn nguyên khí nồng độ, sau so nguyên thạch còn muốn hùng hậu. Vừa rồi một đầu kia, hẳn là chỉ là bình thường nhất thú binh, thực lực tại chân đạo nhị trọng thiên cấp độ, Cường độ thân thể không cao, nhưng mà tốc độ rất nhanh, nhất thiết phải nhất kích tất sát, nếu không sẽ lãng phí không thiếu thời gian. Diệp Trần đem Nguyên Ấn giao cho Diệp Giao trên tay, đồng thời cũng truyền thụ nàng một chút kinh nghiệm chiến đấu. Ta nhớ kỹ rồi." Diệp Giao nặng nề gật đầu, đem Nguyên Ấn còn đưa Diệp Trần, sau đó, lóe lên một cái, bước nhanh hướng về trong rừng rậm lao đi. Nhìn xem trong tay Nguyên Ấn, Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cô gái nhỏ này, rốt cục trưởng thành chút. Bất quá, sau đó mấy canh giờ bên trong, Diệp Trần thu hoạch của bọn hắn cũng không lớn. Đi xuyên toàn bộ rừng rậm, vẹn vẹn gặp phải tầm 10 chỉ nguyên thú, hơn nữa cũng là cấp thấp nhất thú binh, cho nên, bận làm việc gần như nửa ngày, bọn hắn cũng chỉ là thu vào mười mấy mai nguyên ấn. Oanh! Đấm ra một quyền, Diệp Trần đem bay nhào mà đến nguyên thú đánh thành phấn vụn, tiếp đó nhẹ nhõm đem nguyên ấn bắt lấy, có chút bất đắc dĩ nói, theo đạo lý nói, vũ hóa trong giới hạn chắc có không ít nguyên thú, làm sao vượt qua nửa ngày, chỉ gặp phải như thế điểm. Diệp sao cũng cảm thấy im lặng, nàng xem nhìn trong túi quần nguyên ấn, vẻn vẹn có đáng thương năm mai, nếu như dựa theo cách tốc độ này, tuyệt đối không có khả năng trong vòng 3 ngày, liền tập hợp đủ 50 mai nguyên ấn. Ta từng nghe thiên tâm tỷ nói qua, vũ hóa trong giới hạn có được nghiêm cẩn quy luật, nhưng cụ thể là như thế nào, nàng lại không nói cho ta biết, chúng ta sờ nữa tắt tìm tòi, có lẽ sẽ có phát hiện. Nghe được Diệp Sao mà nói, Diệp Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Các loại, tựa hồ có âm thanh truyền đến. Bỗng nhiên ở giữa, Diệp Trần lỗ tai giật giật. Hắn đem cảm giác lực phát ra mở ra, rất nhanh phát hiện, tại ngoài năm dặm một gò núi bên trên, đang bộc phát một trận chiến đấu. Chiến đấu này cũng không phải là đệ tử cùng nguyên thú, mà là giữa đệ tử nội đấu. Đó tựa hồ là hơn 10 tên ngoại môn đệ tử, đang tải vây công lấy hai bóng người, hơn nữa hai người rõ ràng không địch lại, bị buộc đến rồi tuyệt địa bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bại. Đông Phương Bạch, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi đem nguyên thú căn cứ vị trí nói cho ta biết, ta lập tức liền thả các ngươi rời đi, tuyệt đối không ngăn trở. Tại đất bằng bên trong, một cái khôi ngô thanh niên, nhìn qua trung ương hai nữ, cười lạnh nói. Cái kia hai nữ, niên kỳ ít hơn, ước chừng 18 tuổi, tướng mạo rất giống nhau, chính là một đôi tỉ muội song sinh, tên là Đông Phương Bạch cùng Phương Đông Mây, đều là chân đạo nhất trọng thiên tu vi. La mới, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Lúc này Đông Phương Bạch gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng cắn chặt hàm răng, phẫn nộ nói, ngươi trước là cướp đoạt chúng ta nguyên ấn, sau đó lại nhiều phiên ngăn cản chúng ta săn giết nguyên thú, rõ ràng chính là nhằm vào chúng ta, ngươi căn bản sẽ không thả chúng ta rời đi. Thông minh, cái kia được xưng la mới thanh niên cười lành lạnh lấy, đạo đây là đi săn thi đấu, cường giả vi tôn, ta so với ngươi còn mạnh hơn thì có tư cách trưởng khống ngươi tới lui thậm chí sinh tử coi như ta giết ngươi chỉ xử lý làm sẽ không có người sẽ phát hiện lại nói ta là ngự kiếm đường đệ tử đây là địa bàn của ta đông phương bạch nghe được uy hiếp của hắn lập tức tức giận đến thân thể mềm mại không ngừng run rẩy ta à, phải không ngay vào lúc này một thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến chợt hai thân ảnh lướt ầm ầm ra, rơi vào đông phương bạch tiền phương của các nàng. Giao nhi muội muội đông phương bạch nhìn trước mắt thiếu nữ, lập tức kinh hô, chợt vừa quay đầu, khi ánh mắt chạm đến Diệp Trần thời điểm, một cỗ vẻ kinh dị, lập tức từ trong đôi mắt bảo dũng mà ra. Diệp Trần, nhìn thấy chương này tuấn giật khuôn mặt, cái kia đang tải vây công hai nàng đông đảo ngự kiếm đường đệ tử, sắc mặt cũng là trở nên vô cùng tái nhợt, cơ thể run rẩy đều là lùi về phía sau mấy bước. Tuy Diệp Trần tiến vào Vũ Hóa Tông vẻn vẹn có hai tháng, nhưng hắn tại Vũ Hóa Tông danh khí, nhưng là giống như nhân vật phong vân, nhất là thân là ngự kiếm đường đệ tử, bọn hắn không người không nhận ra Diệp Trần. Bạch tỷ, ngươi không sao chứ? Diệp sao đi đến Đông Phương Bạch trước người, nhẹ giọng hỏi. Đông Phương Bạch lắc đầu, đạo không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ thôi, cũng không vướng bận, chỉ bất quá cái này Diệp Trần. Không có việc gì liền tốt, hai vị tỷ tỷ yên tâm đi, có ta ca tại, bọn gia hỏa này không dám làm loạn. Diệp sao mà nói, nhường đông phương tỉ muội ánh mắt hơi hơi ngưng kết, cái này Diệp Trần, lại là Diệp sao ca ca, trong đầu lập tức dâng lên một cỗ vẻ mừng rỡ. Cái kia tên là La Tân Nam Tử, hơi biến sắc mặt, thực lực của hắn cũng không yếu, đã đạt chân đảo tam trọng thiên tiền kỳ, tại hắn chung quanh hơn 10 tên ngự kiếm đường đệ tử, cũng có chân đảo thực lực. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn cũng là không dám có bất kỳ động tác. Diệp Trần tài Vũ Hóa Tông danh khí, thật sự là quá lớn, cửa vũ trong tháp oanh sát tiêu đình, phế đi anh em nhà hò Hồ, thậm chí ngay cả Lục Truyền Phong đều thua ở dưới tay hắn, bọn hắn đám người này, căn bản không phải Diệp Trần đối thủ. Hít sâu vài khẩu khí, La Tân mở miệng nói ra, hai vị, đây là ta cùng với các nàng ân oán cá nhân, còn xin các ngươi chưa có nhúng tay, đợi ta nhận được tình báo phía sau, có thể cùng các ngươi cùng hưởng, cùng nhau thông qua nội môn tuyển bạc. Tất nhiên không địch lại, cũng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn. Cho các ngươi 10 giây thời gian, giao ra tất cả nguyên ấn, cút ngay lập tức cách nơi này mà. Diệp Trần mà nói giống như một đạo phích lịch, nhưng trong lòng mọi người đột nhiên run lên, kinh ngạc nhìn Diệp Trần, ra hỏa này, thật là phách lối, thế mà trực tiếp nhường La Tân bọn hắn xéo đi. La Tân mắt lộ hung quang, sắc mặt âm trầm vô cùng, Diệp Trần, lần này nội môn tuyển bạc, chính là từ ta ngự kiếm đường giám thị, Ngươi nói lời này, có phần cũng quá không cho ta ngự kiếm đường mặt mũi a. À. Trung quanh cái kia hơn 10 tên ngoại môn đệ tử, cũng là cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ là ngự kiếm đường nhân, vốn hẳn nên uy phong bát diện, người người e ngại mới đúng, không nghĩ tới, vừa mới qua đi nửa ngày, lại có thể có người để bọn hắn giao ra nguyên ấn, tiếp đó cút ngay lập tức. Đây coi như là chuyện gì? Ngươi là ngươi, ngự kiếm đường là ngự kiếm đường, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi có thể đại biểu ngự kiếm đường? Lại nói, ta ngay cả dương kỳ gây nên cũng dám bắn giết, ngươi. Là cái thá gì? Nghe được Diệp Trần ngôn ngữ, nhường La Tân tức giận đến giận sôi lên, giận giữ hét toàn bộ ra tay, bắt lấy ba cái kia nữ làm con tin. Ta cũng không tin, hắn một cái Diệp Trần, còn có thể ngăn ta lại nhóm người mấy người. Trong ngôn ngữ, La Tân nguyên lực trong cơ thể lập tức bảo Dũng đi ra, trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm, đâm thẳng ra ngoài. Cái kia hơn 10 tên đệ tử cũng là cùng nhau bộc phát nguyên lực. Bất quá, còn không đợi bọn hắn ra tay, chỉ thấy Diệp Trần thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, phảng phất có được cao vút tiếng long ngâm, khoan thai vang lên. Một đầu trăm mét kim long, từ trong hư không đánh giết mà ra, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung, lướt qua cái kia hơn 10 người, kim mang tiêu tán, vô cùng kinh khủng kình phong lập tức nổ tung, đem bọn hắn tất cả đều thổi bay ra ngoài. Ngươi tựa hồ, đánh giá quá cao thực lực của ngươi. Diệp Trần thân ảnh giống như quỷ mị như vậy, xuất hiện ở La Tân trước mặt, cuồng bạo nguyên lực từ Diệp Trần trong lòng bàn tay bụi tóc mà ra, răng rắc một tiếng, trường kiếm gãy, cái kia La Tân cơ thể, trong nháy mắt bay ngược mà ra, trên mặt đất kéo lên một cái đạo trưởng dáng dấp vết tích, há miệng phun ra miệng to tiên huyết. Thực lực thật là khủng khiếp. Đông Phương Bạch mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Chiến đấu bắt đầu, nhưng cũng là kết thúc. Diệp Trần, lấy một địch hơn 10 người, không cần tốn nhiều sức, toàn bộ đánh ngã, thực lực như vậy, có phần cũng quá kinh khủng chút, hắn bây giờ mới chân đạo tam trọng thiên cảnh giới, nếu là bước vào nguyên cương cảnh, thực lực lại sẽ đến trình độ gì? Ca, ngươi thật tuyệt. Diệp sao bước nhanh tới, tiếp đó hướng về phía Diệp Trần giơ ngón tay cái lên, trong mắt đều là vẻ tự hào. Thật tốt tu luyện, ngươi cũng có thể làm được dễ dàng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ngươi đi đem bọn họ nguyên ấn đều gom lại, cẩn thận một chút, chớ có bị bọn hắn ám toán. Không có vấn đề diệp giao trước trước trong suốt mắt to bước nhanh hướng hôn mê la tân bọn người chạy tới chưa qua bao nhiêu thời gian diệp giao chính là nâng một cái nguyên ấn đi trở về số lượng cũng không nhiều vẹn vẹn có 15 mai xem ra vận khí của bọn hắn cũng không phải quá tốt bằng không bọn hắn cũng sẽ không luân lạc tới ăn cướp hai tên nữ tử hai người các ngươi đều là nữ tử lại thực lực cũng không mạnh đề nghị các ngươi vẫn là tìm kiếm người khác trợ giúp bằng không chỉ có thể không ngừng gặp phải những thứ này tên đê tiện Diệp Trần bàn tay duỗi ra, đem sáu cái nguyên ấn giao cho Đông Phương Bạch trong tay, xoay thân thể lại, chính là muốn cứ thế mà đi. Các loại. Đột nhiên, Đông Phương Bạch đột nhiên nói một tiếng. Chỉ thấy nàng ngăn ở Diệp Trần trước mặt, thần sắc có chút do dự, cuối cùng nói, ta nhìn các ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không có nhận được quá nhiều nguyên ấn, ta biết một chỗ nguyên thú tụ tập địa phương vị cụ thể, liền cách nơi này mà không xa. Nguyên thú tụ tập địa, đó là cái gì? Diệp Trần vấn đạo, nhìn đông phương bạch dáng vẻ tựa hồ biết không ít liên quan tới vũ hóa giới tình báo đây cũng chính là diệp trần bây giờ cần gấp rút cái gọi là nguyên thú tụ tập địa chính là nguyên thú nơi ở ở nơi này vũ hóa trong giới hạn ngoại trừ nguyên thú tụ tập địa bên ngoài những thứ khác khu vực cực ít sẽ xuất hiện nguyên thú bóng dáng diệp trần cùng diệp sao đều là bừng tỉnh khó trách bọn hắn một đi ngang qua tới chỉ gặp thật lưa thưa nguyên thú nguyên lai ở nơi này vũ hóa giới còn có dạng này quy luật cái này nguyên thú tụ tập địa, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện, thô sơ giản lược đánh giá, nơi đó có không dưới trăm đầu thú binh, liền thú tướng thân ảnh cũng là không thiếu, bằng vào chúng ta thực lực của hai người, căn bản không có khả năng đưa chúng nó toàn bộ săn giết. Đông Phương Bạch cùng Phương Đông Mây nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vẻ bất đắc dĩ, thực lực của các nàng quá yếu, nếu như không phải Diệp Trần xuất thủ cứu giúp, có lẽ các nàng đã gặp phải độc thủ. Nhìn trước mắt hai cái ủ rũ cúi đầu nữ tử, Diệp Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Như vậy đi, hai người chúng ta đối với vũ hóa giới không quá quen thuộc, không bằng các ngươi hỗ trợ mang một chút lộ, đến lúc đó lấy được nguyên ấn, chúng ta có thể phân phối đồng đều. Đông Phương Bạch hai nữ sững sờ, ngẩng đầu, trong đôi mắt tàn mát ra từng trận tinh mang, tràn đầy kinh hỉ lời ngươi nói, là thật sao? Chúng ta cũng có thể nhận được nguyên ấn. Nói như vậy, làm người khác biết nguyên thú tụ tập địa, đều mong một người độc chiếm, nhưng mà, Diệp Trần thế mà nguyện ý sẽ đạt được nguyên ấn cùng với các nàng chia đều, hơn nữa những lời ấy lời nói thần sắc, tràn đầy chính khí, nói tới tuyệt không phải lời nói suông. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, nhưng là không nói gì. Hắn biết nguyên ấn tầm quan trọng, vốn lấy thực lực của hắn, muốn siêu tập 50 mai nguyên ấn, cũng không phải khó khăn gì sự tình, nếu như có thể ra tay trợ giúp người khác, cũng chưa hẳn không phải một kiện chuyện tốt. Bạch tỷ, chúng ta mau ra phát A. À diệp sao nhìn về phía vẫn còn mừng rỡ trong đông phương bạch thúc giục nói ân đông phương bạch liền vội vàng gật đầu vừa muốn xuất phát lại bỗng nhiên dừng bước lại quay đầu đối với diệp trần nói diệp trần chúng ta biết nguyên thú tụ tập địa ở vào một mảnh dốc núi gò đất bây giờ đi qua nửa ngày rất có thể đã bị người phát hiện nếu như nơi đó nguyên thú còn chưa bị toàn bộ săn giết thế thì cũng không cái gọi là diệp trần nghĩ nghĩ thuận miệng hồi đáp đông phương bạch gặp diệp trần sắc mặt bình tĩnh nói lời nói này thời điểm ánh mắt không có chút rung động nào cực kỳ tiêu sái nhưng là để cho nàng nội tâm nhịn không được run lên một cái con đường sau đó đường an tĩnh rất nhiều ven đường cũng là gặp không ít ngoại môn đệ tử bất quá bọn họ đều là biết được diệp trần hung danh còn chưa tới gần chính là nhanh chóng rời đi hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì trao đổi ý nghĩ cuồng nhân diệp trần chi danh quả nhiên là phi phạm nghe được Đông Phương Bạch trêu gèo âm thanh, Diệp Trần cực kỳ bất đắc dĩ cười khổ vài câu. Mấy phút sau, Diệp Trần một đoàn người rơi vào một mảnh trên sườn núi. Tầm mắt nhìn về phía chung quanh, nơi đây mấy mảnh dốc núi ở giữa hình thành lõm chi địa, không có một ngọn cỏ, chỉ bất quá tại phía trước, nhộn nhào hào quang sáng chói, từng đạo quang ảnh, trong đó lập lòe, tản mát ra kinh người nguyên lực ba động. Thật nhiều nguyên thú. Diệp sao nhìn qua cái kia kinh người số lượng nguyên thú, sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, thô sơ giản lược đánh giá, bên trong ít nhất có gần 200 đầu nguyên thú, chen trúc thành đàn, tạo thành một chỗ quần lạc. Tại đất lõm chỗ càng sâu, còn có thú tướng cấp bậc nguyên thú. Đông Phương Bạch đôi mắt lóe lên, nhìn chăm chú đất lõm chỗ càng sâu. Diệp Trần nghe vậy, ánh mắt cũng là nhìn về phía chỗ càng sâu, quả nhiên, cho dù là cách xa vài dặm, hắn cũng có thể cảm thấy vẻ này cực kỳ mạnh mẽ nguyên lực ba động, đều là đạt đến nguyên cương cảnh giới, hơn nữa, Số lượng còn không ít. Đánh giết một đầu thú tướng, sẽ xuất hiện bao nhiêu nguyên ấn? Diệp Trần hỏi hướng Đông Phương Bạch. "50 mai, Đông Phương Bạch lập tức đáp, chỉ cần là có thể đánh giết thú tướng, liền biểu thị ngươi nắm giữ nguyên cương cảnh thực lực, mấy người này có thể nhẹ nhóm hoàn thành tuyển bạc." Chỉ bất quá, thú tướng đã có một bộ phận linh trí, bọn chúng biết được chỉ huy những thứ này thú binh, như là một chi quân đội như vậy, ngươi muốn trực tiếp đánh giết thú tướng, độ khó rất lớn. Đông Phương Bạch biết Diệp Trần thực lực cường hãn đến mức nào, chính diện đánh giết một đầu thú tướng, cũng không phải việc khó gì, nhưng mà, nguyên thú kinh khủng nhất một điểm, chính là sẽ không cảm thấy e ngại. Nếu là nhất kích không thành, liền sẽ dẫn tới vô cùng vô tận nguyên thú vây công. Đến lúc đó, cho dù là Diệp Trần, cũng khó có thể từ kinh khủng thú chiều bên trong toàn thân trở ra, điểm này, chính là lần này nội môn tuyển chọn khó khăn bên trong chi nạn. Không bằng như vậy đi, ba người chúng ta phụ trách hấp dẫn nguyên thú chú ý diệp trần thì phụ trách công kích đem thu binh từng điểm từng điểm dẫn ra bây giờ còn thừa lại hai ngày rưỡi thời gian mới có thể đem các loại nguyên thú đều toàn bộ đánh giết đông phương bạch vừa dứt lời diệp trần đôi mắt đột nhiên ngưng lại nhìn về phía bên cạnh có người tới diệp trần khẽ nhả ra mấy chữ âm toàn bộ dốc núi an tĩnh một hồi chợt dồn dập âm thanh xé gió lên lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa thiểm lược mà đến, lơ lửng ở giữa không trung. Đám người này số lượng không thiếu, ước chừng 20 người, người cầm đầu chính là hai tên thanh niên áo xám cho, đều là đạt đến chân đạo tứ trọng thiên cảnh giới. Diệp Trần đảo qua những cái kia lơ lửng giữa không trung bóng người, trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Hai người này, Diệp Trần nhận biết. Rất lâu không thấy, không biết Diệp Trần huynh đệ, phải chăng còn nhớ ký hai ta một cái thanh niên áo xám cho chậm rãi rơi xuống, hai tay ôm quyền, tràn đầy hữu hảo hướng về Diệp Trần đi đến. Mà đổi thành một người, nhìn về phía Diệp Trần trong ánh mắt, càng là có mấy phần vẻ kích động, cũng là hai tay ôm quyền, không có chút nào ác ý mà thẳng bước đi tiến lên. Cái trước gọi là Diệp Hách, từng là ngự kiếm đường đệ tử, kể từ Diệp Trần mở miệng chỉ đạo hắn một phen, hắn chính là thoát ly ngự kiếm đường, tự mình khổ tu, bây giờ đã thành công bước vào chân đạo tứ trọng thiên cảnh giới hắn có thể đủ đột phá, cùng Diệp Trần chỉ đạo có quan hệ trực tiếp. Cái sau tên là Viên Hằng, ban đầu ở cửa vũ trong tháp, bởi vì Diệp Trần xuất thủ cứu giúp, mới khiến cho hắn miễn phải bị đồ lâm thiên kiếm khí gây thương tích, từ đó về sau, hắn liền thể trả lại Diệp Trần ân tình. Không đơn thuần là hai người bọn họ, chung quanh lấy hơn 10 người, cơ hồ cũng là ngày đó tại cửa vũ trong tháp đồ giúp người, bọn hắn vừa nhìn thấy Diệp Trần, trong lòng cũng là tràn đầy vẻ kích động. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, đạo xem ra chúng ta ngược lại là hữu duyên, cái này vũ hóa giới lớn như vậy, lại còn có thể gặp nhau, bất quá, hai người các ngươi tại sao lại lẫn nhau kết bạn? Diệp Hách từng là ngự kiếm đường đệ tử, mà Viên Hằng từng là đồ giúp đệ tử, cả hai lẫn nhau không liên can gì, nhưng bây giờ xem bọn hắn quan hệ của hai người, dường như là cực kỳ mật thiết. Việc này nói rất dài dòng. Diệp Hách cùng Viên Hằng nhìn nhau, đều là lộ ra cười nhạt. Nguyên Lai like. Tại diệp trần liên tiếp làm sao anh động sự kiện đồng thời, cũng có một đám vũ hóa tông đệ tử, đối với diệp trần cực kỳ tôn sùng, mơ hồ có tâm lý đầu hàng. Nhưng diệp trần trời sinh tính đạm bạc, cũng không có tổ kiến thế lực ý tứ, bởi vậy, cái này viên hằng cùng diệp hách, liền âm thầm gây dựng một thế lực, lấy diệp trần làm hạch tâm, tên là diệp môn. Nghe nói như thế, diệp sao tam nữ không khỏi có chút ngu ngơ. Các nàng đều là không nghĩ tới, tại vũ hóa tông bên trong còn có như thế một đám người, đối với Diệp Trần như thế tôn sùng, lại còn âm thầm gây dựng thế lực, việc này nếu là tuyên dương ra ngoài, đoán chừng lại sẽ dẫn tới một hồi phong ba. Bao quát hai ta ở bên trong, Diệp Môn tổng cộng có 30 người, hai tên chân đạo tứ trọng thiên cảnh giới, 10 tên chân đạo tam trọng thiên cảnh giới, còn lại đều là chân đạo nhị trọng thiên cảnh giới. Viên hàng hồi báo thời điểm, cũng là không che giấu chút nào trong lòng mình tự hào. Diệp môn trọng chất không trọng đếm, mặc dù chỉ có chỉ là 30 người, nhưng có thực lực, nhưng là cực kỳ cường hãn, đủ để ở ngoại môn bên trong xếp vào hàng đầu. Quan trọng nhất là, những người này đều là từng chiếm được Diệp Trần trợ giúp, cho nên toàn bộ Diệp môn tâm liền một mảnh, chưa bao giờ xuất hiện qua âm thầm phá hư người, bởi vậy tại ngắn ngủi trong hai tháng, liền có thực lực cực mạnh. Đám người một lòng, dắt tay đồng tiến. Tự nhiên có thể đem Diệp môn đẩy hướng đỉnh phong. Diệp Trần nhìn trước mắt đám người, có chút ngượng ngùng gái đầu một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới tổ kiến thế lực càng không có nghĩ tới có người sẽ như thế tôn sùng với hắn bây giờ viên hàng ánh mắt của mấy người bên trong không khỏi là màu nhiệt huyết cỗ này lửa nóng là ngưỡng mộ là tôn sùng càng là chân thành vốn là chúng ta muốn đem diệp môn phát triển đến trăm người mới cùng diệp trần huynh đệ ngươi nói gió tất nhiên bây giờ hữu duyên gặp nhau chọn ngày không bằng đụng ngày mời ngươi đón lấy diệp môn trở thành chúng ta môn chủ đón lấy Diệp Môn, vinh đăng môn chủ. Theo viên hàng tiếng nói rơi xuống, sau lưng hơn 10 người đều là vừa quát, âm thanh to gió, sông thẳng lên trời. Lần này, Diệp Trần ngây ngẩn cả người, càng là có chút không biết trả lời thế nào. Ca, ngươi liền tiếp nhận thỉnh cầu của bọn hắn A, không biết có bao nhiêu người nghĩ tổ kiến thế lực, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, ngươi vô duyên vô cớ lấy được ngon ngọt, từ chối nữa, không phải uổng phí tâm huyết của bọn hắn sao. Diệp sao cười hắc hắc nói giao nhi muội muội nói không sai đông phương bạch cũng là mở miệng nói ra người bây giờ cửu gia không thiếu nếu như có thể tổ kiến thế lực của mình chắc hẳn ngự kiếm đường những tên kia cũng không dám làm loạn chuyện này trăm lợi mà không có một hại diệp trần nghĩ nghĩ cuối cùng lại lắc đầu ta minh bạch các ngươi một phen khổ tâm nhưng ta bây giờ kết ở dưới cửu gia xa không phải các ngươi có thể suy nghĩ nếu như ta thật sự trở thành diệp môn môn chủ chỉ sợ các ngươi cũng sẽ rước lấy vô tận phiền phức chuyện này cứ định như vậy đi. Diệp Trần nói thẳng cự tuyệt, nhường viên hằng ánh mắt hơi hơi ngưng lại, cao giọng nói, Diệp Trần huynh đệ, nhưng phàm là gia nhập vào Diệp môn người, không khỏi là lòng mang nhiệt huyết, muốn tại trong hoàng thành sông ra một phen thành tựu, chúng ta biết ngươi cửu gia đông đảo, cũng biết ngươi đứng trước lấy rất nhiều khốn cảnh, nhưng cổ ngữ có lời, tích thủy tri ân, tự nhiên dũng tuyển tương báo, ngươi đã giúp chúng ta, thậm chí cứu chúng ta một mạng, nếu như chúng ta biết ngươi có khó khăn, còn bó tay không thấy, cái này cùng Ngự Kiếm Đường xem như khác nhau ở chỗ nào?" Viên Hằng nói cực phải, nếu như chúng ta là thứ tham sống sợ chết, cũng sẽ không tổ kiến Diệp Môn, còn xin Diệp Trần huynh đệ đón lấy Diệp Môn, dẫn dắt Diệp Môn đi về phía Huy Hoàng. Hai người ngôn ngữ cực kỳ bình thản, nhưng là tràn đầy chân thành, nhường Tam nữ thấy đều có chút động dung. Diệp Trần dừng một chút, cuối cùng ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên là làm ra quyết định sau cùng. "Ta cứ tuyệt ánh mắt mọi người khi nghe đến diệp trần sau khi trả lời cũng là tràn đầy thất lạc cùng bất đắc dĩ ca ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy diệp sao bĩu môi mặt lộ vẻ không vui có thể có như thế một đám người đuổi theo diệp trần diệp trần hẳn là cực kỳ cao hứng mới lạ nhưng bây giờ hắn lại hai lần cự tuyệt vẫn như cũng không muốn đón lấy diệp môn viên hằng cùng diệp hách bọn người cũng nhao nhao nhìn về phía diệp trần chờ đợi câu trả lời của hắn ta liền nói rõ a à, ta chỗ đón lấy cửu gia, cũng không phải là chỉ có ngự kiếm đường cùng đồ giúp, dương gia, mặc gia, hàn gia, thiên phần các, hậu thổ các, vạn thú tông, còn có nhị hoàng tử, bọn hắn đều là đem ta nhìn thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu bọn họ nhằm vào một mình ta, ta ngược lại thật ra không sợ, nhưng nếu như bọn hắn đem độc thủ vươn hướng các ngươi, ta nhưng là khó mà lấy đại cục làm trọng. Ta minh bạch các ngươi một mảnh chân thành chi tâm, cũng biết niềm tin của các ngươi, nhưng đúng là như thế ta mới không thể để cho các ngươi đi theo ta cùng một chỗ mạo hiểm đây là đại sự quan hệ đến cuộc đời của các ngươi càng liên quan đến tính mạng của các ngươi viên hằng nghe vậy trong đôi mắt màu nhiệt huyết càng trở nên mãnh liệt diệp trần lời nói đi không khỏi là suy tính an nguy của bọn hắn hắn cự tuyệt là vì bảo vệ bọn hắn không để bọn hắn gặp phải nguy hiểm tính mạng dạng này có tình có nghĩa người viên hằng vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy đồng thời hắn cũng là kiên định ý nghĩ của mình nhất định muốn đuổi theo diệp trần báo đáp ân tình của hắn tất nhiên diệp trần huynh đệ không muốn đón lấy diệp môn ta cũng sẽ không cưỡng cầu viên hằng đứng dậy chậm rãi nói nhưng ta hy vọng diệp trần huynh đệ có thể trở thành diệp môn vinh dự môn chủ vinh dự môn chủ mọi người đều là sững sờ chỉ nghe được viên hằng nói cái gọi là vinh dự môn chủ chính là diệp môn tượng trưng ngươi cũng không đưa về diệp môn bên trong chỉ là tương tự với khách khanh như vậy treo một cái danh hào ngươi xem coi thế nào vậy được rồi diệp trần cũng không muốn lại tiếp tục đả kích bọn hắn cười nói bất quá ta lại nói ở phía trước ta đây cái vinh dự môn chủ chỉ là một vung tay trưởng quý diệp môn sự vụ lớn nhỏ một mực đều do các ngươi tới xử lý bởi vì ta thực sự không quen kinh doanh toàn bộ thế lực không có vấn đề viên hằng cùng diệp hách hai người đại hỷ lập tức gật đầu như vậy xin hỏi Chúng ta có thể gia nhập vào Diệp môn sao? Lúc này, Phương Đông hai tỷ muội đi tiến lên, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi phát sinh một màn, cũng là để các nàng trong lòng hai người nóng hừng hực, nếu là có thể gia nhập vào Diệp môn nặng như vậy tình trọng nghĩa thế lực, quả thật một chuyện may lớn. Viên Hằng cười ha ha, đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn gia nhập vào Diệp môn, nhất định phải thông qua một loạt khảo hạch, chúng ta Diệp môn không thu tạp vụ người, chỉ lấy tinh anh trong tinh anh. Câu nói này rơi vào Diệp Trần trong tai, cũng là nhường hắn có chút động dung. Nào có Nam Nhi không muốn trở thành liền một phen oanh oanh liệt liệt đại sự nghiệp. Bây giờ Diệp Môn, có lẽ còn rất nhỏ yếu, nhưng không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại dự cảm, tại tương lai không lâu, Diệp Môn chi danh, không đơn giản sẽ vang vọng toàn bộ Vũ Hóa Tông, liền toàn bộ tần Vũ Hoàng Triều, đều sẽ vì thế mà chấn động. Tốt! Diệp Trần đột nhiên nói một câu, cười nói chúng ta hay là trước xử lý những thứ này nguyên thú a à, không phải vậy kéo càng lâu có lẽ chú ý người nơi này thì càng nhiều Thoại âm rơi xuống chợt trong cơ thể hắn có cuồn cuộn nguyên lực bao phủ mà ra giống như kim sắc lưu quang xông thẳng tới chân trời hảo lá kia hách viên hằng mấy người cũng là đáp nguyên lực trong cơ thể vận chuyển lập tức tràn ngập mảnh không gian này tại diệp trần bọn người hướng về phía đất lóm phóng đi thời điểm những cái kia nguyên thú cũng là cảm thấy địch nhân khí tức, ngửa mặt lên trời thét dài, từng cái hướng về phía Diệp Trần oanh sát mà đi. Những thứ này nguyên thú mặc dù không có linh trí, nhưng đối với thiên địa nguyên khí cảm giác lại cực kỳ minh mẫn, một khi có cảm giác biết, liền sẽ bộc phát ra cuồng bạo vô cùng tiến công. Vân thú số lượng ước chừng 200 đầu, một vòng xung kích phía dưới, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ đại địa tựa hồ cũng đang run rẩy, làm cho người không dám có lòng khinh thường. Giết, Diệp Trần một tiếng quát nhẹ, Kim Long tái hiện, kiêu ngạo long ngâm bao phủ thiên địa. Chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, vô số đạo kim mang bắn phá mà ra, nhưng phàm là tiếp xúc đến kim mang nguyên thú, cơ hồ là trong nháy mắt nứt toạc ra đi, đầu người vỡ vụn, nhất kích tất sát. Mà theo nguyên thú vỡ vụn, từng đạo nguyên ấn chính là ngưng kết mà ra, bị Diệp Trần một cái thu hồi. Cúi đầu đảo qua, nguyên ấn số lượng càng đạt đến rồi chín cái, phía trước bọn hắn khổ cực lâu như vậy, cũng mới thu hoạch người mấy mai nguyên ấn mà thôi, mà ở ở đây mới như thế một hồi, thu hoạch liền như thế to lớn. tại diệp trần sau lưng diệp sao mấy người cũng là bắt đầu săn giết nguyên thú, bởi vì nắm giữ xương lạnh nguyên thể, diệp sao thực lực cũng không yếu, nhất cử nhất động vô tận hàn khí gào thét mà ra, đem vài đầu nguyên thú đông thành tượng băng. sau đó trưởng pháp phách động, dần dần đánh chết, tốc độ cũng không coi là chậm. phương đông hai tỷ muội thực lực hơi yếu nhưng bằng mượn hai người hoàn mỹ phối hợp, cũng là có thể thành công chém giết nguyên thú. Đến nỗi viên hằng bọn người, đám người bọn họ thôi động võ học, điên cuồng xung kích phía dưới, trực tiếp đem những cái kia liều chết xung phong nguyên thú, đều xé rách, loại kia chém giết tốc độ, cũng không thấy được so diệp trần chậm bao nhiêu. Hơn 10 người, chia ra làm ba, giống như mãnh hổ hạ sơn như vậy, từ ba phương hướng tiến hành trùng sát, chia cắt hơn nữa săn giết những cái kia số lượng khổng lồ nguyên thú mà kèm theo nguyên thú chết đi, Diệp Trần bọn họ nguyên ấn số lượng cũng là không ngừng mà đang gia tăng, bây giờ đã đạt đến hơn 130 mai, thu hoạch tương đối khá. Chúng ta lại tiếp tục xâm nhập a, ở bên trong có càng nhiều nguyên thú tụ tập, chỉ cần chúng ta có thể đi trước giảm bớt nguyên thú số lượng, như vậy thì có thể từ từ đem những cái kia thú tướng mà chết. Viên Hằng chỉ chỉ phía trước, nơi này chém giết, đã là nhường đất lõm chỗ sâu thú tướng cảm thấy uy hiếp đang phát ra từng đợt vội vàng sao động bất an tiếng gào thét nếu như là trước kia bọn hắn ắt hẳn không dám đi trêu chọc những thứ này khó dây dưa thú tướng nhưng bây giờ có diệp trần gia nhập vào chỉ cần đem toàn bộ kế hoạch kế hoạch hoàn thiện săn giết thú tướng tuyệt đối không phải việc khó bọn hắn đối với diệp trần thực lực rất có lòng tin diệp trần nghe vậy cũng là nhàn nhạt, nhạt gật đầu ánh mắt đảo qua bọn hắn mảnh này nguyên thú số lượng hiển nhiên đã trở nên mỏng manh rất nhiều muốn nhường tất cả mọi người thông qua tuyển bạt, nhất định phải hướng về chỗ sâu tiến phát. Ta đứng thủ vị, trước tiên mở ra một con đường, các ngươi sau đó đuổi kịp, đến lúc đó liền xem như xuất hiện nguy hiểm, cũng có thể kịp thời rút lui. Nói xong, Diệp Trần trước tiên mà ra, Kim Long gào thét, lập tức đem nguyên đàn thú xé mở một đường vết sách, tốc độ cực nhanh. Hậu phương đám người lập tức đuổi kịp, tạo thành mũi nhọn trận hình, bước vào đất lõm chỗ sâu mà liền tại diệp trần bọn hắn tiến vào chỗ sâu thời điểm ở mảnh này quần sơn một chỗ ẩn nấp xó xỉnh nhưng là có mấy đạo ánh mắt lãnh đạm tập trung vào động tác của bọn hắn nhị ca bọn hắn đã động thủ chúng ta còn phải đợi chờ sao có một thanh âm vang lên mang theo vội vàng sao động thực lực của bọn hắn không kém nếu là quần công chúng ta không chắc chắn có thể đủ nắm vững thắng lợi nhất là cái kia diệp trần thực lực thâm bất khả chắc chúng ta tùy tiện làm việc sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào bất lợi chi cảnh trước hết để cho bọn hắn cùng thú tướng đấu một trận chờ lưỡng bài câu thương thời điểm chúng ta lại ra tay cũng không muộn bên cạnh một người cười lạnh nói ở tại bọn hắn phía trước có một đảo gầy gò thân ảnh ánh mắt hắn lãnh đạm nhìn qua đất lõm chỗ sâu thanh âm nhàn nhạt bên trong nhưng là ngậm lấy lạnh nhạt cùng trào phúng bây giờ diệp trần đã là mục tiêu công kích nếu là chúng ta có thể đem hắn trọng thương hơn nữa giao cho ngự kiếm đường trong tay ngày khắc tiến vào nội môn sau đó, mực thiên cổ tất nhiên sẽ đáp đền hậu hỷ, đây là một cơ hội, chúng ta quyết không thể buông tha. Ha ha, vẫn là đại ca nghĩ đến chu đáo. Còn lại hai người nghe vậy, trong ánh mắt đều là lộ ra từng trận tinh mang, bá đạo nguyên cương tại bên ngoài thân gào thét, chỉ là từ nơi này giống như ba động phán đoán, ba người thực lực đều là bước vào nguyên cương cảnh giới. Kẻ đến không thiện. Hết tập 35.